Alo các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cái trang này trên Facebook ha. VinFast Owner Club US VF8 và VF9, tức là câu lạc bộ những người có xe VF8 và VF9 ở Mỹ ha. Thì cái trang này tự nhiên nó hiện lên Facebook mình, cho nên mình cũng tò mò vào xem. Và cái anh Bob Washington này á, anh đăng là ngày thứ bảy, tức là sau khi mua xe hay là mướn xe đến ngày thứ bảy á, là xe bị nằm đường. Đây là điều không tốt. Thì anh chụp cái screenshot những cái lỗi nè, cooling system nè, lỗi làm mát máy nè, electrical system power, tức là hệ thống điện bị giảm nè, charge nè, chạc pin bị lỗi nè, parking assist fault nè, hệ thống đậu xe bị lỗi. Và dưới đây là những cái comment những người vào nè, thì anh Farm Ken này, anh nói là mày thay cục pin đi. Mày thay cục pin 12V đi thì những lỗi này nó sẽ đi mất hết. Thì cái anh Bob này anh nói là tại sao tao phải thay, xe mới chạy 250 mai. Tại sao tao phải thay? Thì cái anh Farm Ken này nói là tao đã thay cái pin này sau khi chạy được 12 cây số ha, 12.000 cây số thì những lỗi này nó đi hết. Thì cái anh này anh cũng đưa cái port number, cái cục pin pin 12V này nè, nên mua cái pin loại này vân vân. Anh cái anh Thành Nguyễn này nói là ồ mày đúng rồi, mày cứ thay đi, thay xe VinFast thì những lỗi này nó sẽ đi hết. Sau đó anh Darren Lee nè, nó ảnh cũng bị cái vấn đề rất là nguy hiểm ha. Đang chạy 85 miles per hour thì xe nó bị đứng máy. Trời ơi, ghê quá. Đang lên dốc nữa, cho nên nó tấp vào lề rất là nguy hiểm, đang lên dốc. Thì cái anh Bob Washington này anh sợ quá, nói như vậy là trời ơi, chắc tao không có để vợ tao vào chiếc xe này nữa. Ghê quá, đang lái nhanh như vậy mà tắt máy thì quá nguy hiểm. Thì cái anh Derby Lee này anh nói là mày mua hay là mày mướn, nói là tao vẫn thích xe này vân vân. Thì thêm một người vào comment ha, Tiger Pen ha, nói là ồ đúng vậy, tao cũng vậy, tao cũng bị như vậy, nói không ai tin ha. Anh nói lúc nào anh cũng phải xem cục pin nè, nó bị lỗi là nó bị thấp là coi như là không dám lái xe này. Thêm một người nữa, Davis Camacho ha, nó cũng bị lỗi y chang luôn, cho nên VinFast cho mượn xe khác. Nó mất công quá ha, mua xe mà bị như thế này thì rất là phiền mà nguy hiểm nữa. Nên người này cứ hỏi là xe mướn hay là mua. Cái người Tiger Pen này nói là nên báo cho cái hội NHTSA ha, National Highway Transportation Safety Agency, tức là cơ quan vấn đề an toàn di chuyển á, về xe di chuyển á. Ivan Lee này nữa nè, Ivan Lee nói là xe này do hãng Tata, nhiều bộ phận do hãng Tata thiết kế và sản xuất. Tata là hãng của Ấn Độ. Và thêm một người, Parkhurst nè, cách đây 5 ngày tao cũng bị đứng ngoài đường đó. Mua xe sau 5 ngày xe bị đứng đường. Và VinFast đã đền bù $300. Và sau đó $100 một ngày ha. And David Lee này cứ hỏi là list of purchase. Thì Tiger Pen này nói là no matter ha. Thì vấn đề đó không nhất thiết, không có quan trọng. Hai trường hợp này VinFast sẽ đền tiền ha. Cứ gọi VinFast đi. And Alexis Parkhurst này nói là xe này sẽ mướn.
và theo một người Dolin Diễm Hoàng ha, hỏi là xe model gì, software firmware gì ha. Nó là cứ gọi vào vào trung tâm của VinFast mà báo cáo để mà nhận cái sự hỗ trợ ha. Thầy Phe này nói là xe này mới đem về có 7 ngày, dĩ nhiên cái software nó phải mới chứ hả? Đúng rồi. Đó. Rồi đây anh rồi người này cũng nhắc lại là nên báo cáo cho NHTSA, cơ quan an toàn xe ha, ở Mỹ ha, National Highway Transportation Safety Agency. Và khi mà họ nhận được những cái báo cáo này, họ sẽ thúc đẩy VinFast sẽ sửa đổi hay là cái gì đó khắc phục vân vân. Và anh Bob Washington nè, anh nói là anh phải đăng hình ha, cho đây là cái hình xe nằm đường và anh gọi xe kéo đến. Đây là xe kéo loại bét nè, loại mà không có kéo nữa. Xe kéo lên cái gọi là cái giường ha. Và đây là cái gì đây? Đó, đây là cái gì? Sẽ đền $450 gì nè. Đó, mình không có xe VinFast nên mình không có rành mấy cái này ha. Rồi, cảm ơn. Đó. Đây một người vào comment nữa nè, Jack Teddy nè, đây nè, cũng có bị lỗi gì nữa nè. Người này nói là scary ha, rất là sợ hãi, lái xe này rất là sợ hãi. Tuấn Đăng cũng nói vậy luôn, cái này là ghê quá, sợ quá, đang lái mà bị nằm đường cái này rất là sợ quá. Một người đây họ Ly vậy nè, đây là nói là sau khi mình bấm reset 4 lần á thì những cái lỗi này đi hết. Reset tức là giống như là restart vậy ha, bấm reset lại là những cái báo lỗi này nó sẽ đi hết nè. Ok, người họ Phạm này nói là ủa mày nói thêm được không, làm cách nào vân vân. And đây là Thơm Liêu, người gốc Hoa ha. Nó ta được ta cũng bị lỗi ha, chắc bị lỗi rồi cho nên nói là tao được trả tiền lợi nè, trả hơn 10.000 lợi. Nó thì Devily nói là ủa sao mày được tiền lại vậy? Mày mua hả? Đó. And một người tên Một Ngày đây nói đừng có mừng quá, khi nào có tiền trên tay mới mừng ha. Mình nghĩ là mấy người này có kinh nghiệm với VinFast rồi cho nên họ rất là lo lắng ha, họ vào mấy cái câu lạc bộ này để mà tìm những cái câu trả lời và những cái chia sẻ. Và đây là người Patel ha, mang họ Ấn Độ ha, vào nói là tao khuyên mày nên liên lạc với tổng đài của VinFast, tổng đài mà lo khách hàng của VinFast á, gọi cái số này hoặc là email ha, để mà mình complain, mình báo cáo và họ sẽ lo mấy vấn đề này. Trước giờ là mình xem những người nói về cái lỗi của xe VinFast ở Mỹ, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình vào xem cái trang câu lạc bộ như thế này. Cho nên những người này là những người chủ xe ha, mình nghĩ là họ nói thật là xe VinFast giống như mấy cái review của YouTuber đó trước đây á, nói là xe VinFast not ready yet. Nhiều người nói lắm là xe chưa chuẩn bị để ra phi trường, cho nên VinFast rất là vội để mà ra thị trường như thế này là rất là hại ha.
Xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình.